giày nè, dở nè, vật. Nè chắc đánh tao tắm đầy rồ đi. Ủa 5 giờ 5 luôn rồi. Mà giờ này hàng Việt Anh nãy nó hẹn mình 5 giờ lên đánh mà sao giờ 5 giờ 5 nó còn chưa tới nữa trời. Có nào bơm hàng mình không chợ. 5 giờ 5 mà nó còn chưa tới nữa. Ê, nó gọi nè. Alo, sao giờ mày còn chưa tới nữa mày? Mày hẹn anh 5 giờ 5 giờ 5 không thấy đâu hết vậy. Alo, anh Phương hả? Nay em chở bà ngoại tập tạ rồi. Nghỉ nha anh. Gì? Bãi kẹo? Đồ, bãi kẹo sao tắt máy luôn. Khứa đi chơi mình.